Vậy những cách nào sẽ khiến cho người yêu cũ hối tiếc, người ta sẽ tiếc nuối, và người đã tiếc nuối người ta sẽ thấy để mất bạn trong đời là một cái thiệt thòi của người ta, để mất bạn trong đời là một cái gì đó là làm cho người ta kiểu người ta không muốn để mất, không muốn để lỡ thôi. Thì đấy chính là cái mục tiêu mà mình hướng đến trong video này. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả tất cả các bạn về chủ đề về người yêu cũ. Làm thế nào để người yêu cũ hối tiếc khi đã chia tay bạn? Khi chia tay thì chắc chắn rằng các bạn sẽ rất là đau buồn khi chia tay. Nhưng làm thế nào để mình trở nên tự tin này, mình trở nên có bản lĩnh hơn sau chia tay này, bạn dần dần trở nên ổn định cuộc sống và khiến cho người cũ phải hối tiếc khi đã rời bỏ bạn. Thậm chí rằng có khi bạn chủ động chia tay nhưng mà vẫn khiến cho người ấy tiếc nuối khi đã chia tay bạn. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả các bạn 4 cách sẽ khiến cho người yêu cũ hối tiếc khi đã chia tay bạn. Vậy những cách nào sẽ khiến cho người yêu cũ hối tiếc, người ta sẽ tiếc nuối, và người đã tiếc nuối người ta sẽ thấy để mất bạn trong đời là một cái thiệt thòi của người ta, để mất bạn trong đời là một cái gì đó là làm cho người ta kiểu người ta không muốn để mất, không muốn để lỡ thôi. Thì đấy chính là cái mục tiêu mà mình hướng đến trong video này. Điều thứ nhất sẽ khiến cho người ấy hối tiếc khi đã chia tay bạn, đó là bạn hãy tự chăm sóc cho bản thân mình. Bạn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Nghe thì có vẻ đơn giản, bởi vì bạn cũng thường xuyên chăm sóc cho chính bản thân mình. Khi có người yêu mình cũng mặc đẹp, mình cũng trang điểm đẹp và mình cũng làm đẹp gì đó. Nhưng chăm sóc cho bản thân mình không chỉ ở vẻ đẹp bề ngoài đâu các bạn, mới nhất là cái vẻ đẹp về tâm hồn. Khi mà chia tay thì bạn sẽ bị tổn thương, nhất là người đó lỡ chia tay bạn, người đó phũ phàng của bạn ấy, thì cái bạn sẽ bị tổn thương, bạn sẽ bị đau. Chính vì thế bạn cần phải bồi dưỡng về cái tâm hồn cho mình. Bạn hãy cần biết rằng mình hãy chăm sóc cho cái tâm hồn của mình. Đó là bạn phải biết được cái giá trị của bạn. Bạn là một người có giá trị. Tại sao bạn có giá trị? Bạn đem tình yêu đến cho người khác, đấy là bạn có giá trị. Bạn là người nhân từ với người khác, đấy là bạn có giá trị. Bạn không cư xử thô lỗ với người khác, bạn là có giá trị. Tất cả những cái giá trị đấy nằm lên con người bạn. Điều đó chứng tỏ bạn có giá trị. Chính vì bạn có giá trị nên bạn sẽ xứng đáng với người có giá trị. Vì thế bạn đừng có hành hạ bản thân, bạn đừng có đau khổ, bạn đừng có dằn vặt, bạn đừng có đổ lỗi cho mình, mà hãy chăm sóc bản thân. Hãy quên đi tất cả những cái đau khổ trong tình yêu, và bạn tập trung vào cuộc sống của mình. Khi mà bạn tập trung vào cuộc sống của mình thì khi đó bạn sẽ không còn tâm trí để nghĩ đến người yêu cũ nữa. Không còn tâm trí nghĩ đến người yêu cũ nữa thì bạn sẽ không còn đau khổ nữa. Và khi bạn không còn đau khổ nữa thì khi đấy mọi thứ nó dễ dàng lắm. Và bạn bước sang cái bước thứ hai. Điều thứ hai các bạn cần phải làm để khiến cho người cũ phải hối tiếc khi đã chia tay bạn, đó chính là bạn tự tin khi gặp người đấy. Nhiều bạn khi gặp người yêu cũ bạn còn né tránh, bạn không muốn gặp người yêu cũ, sợ lại anh ta lại gây tổn thương đến bạn. Thậm chí có người cứ thể hiện cái sự đau khổ, thể hiện cái sự là không thể sống thiếu anh ta được, hoặc không thể sống thiếu cô ấy được trước mặt người yêu cũ. Chính điều đó sẽ hạ thấp giá trị của bạn. Đừng bao giờ thể hiện cái mặt bộ mặt bi lụy, hoặc đừng bao giờ các bạn, nhiều bạn có thể tự cao một chút để các bạn né tránh. Không cần phải làm như thế. Khi gặp người yêu cũ bạn có thể mỉm cười và bước qua người ta, bơ người ta đi. Khi bạn bơ người ta sẽ thấy đau sau chia tay, nhất là khi mà người ta lại bỏ rơi bạn, người ta chia tay bạn, người ta chủ động chia tay bạn, thì khi bạn bơ người ta sẽ thấy đau. Và khi mà bạn luôn luôn cho người ta thấy cái tâm trạng đó, mình vẫn ổn sau chia tay, mình vẫn cười thật tươi và bước qua người ta, và bạn cho người ta thấy bạn vẫn ổn đi, chính điều đó sẽ làm cho người ta tiếc bỏ mất bạn. Lẽ ra người ta cứ nghĩ rằng người ta chia tay bạn, người ta bỏ rơi bạn,
bạn sẽ đau khổ, bạn sẽ dằn vặt. Có khi là gặp người ta thì bạn sẽ khụy lụy và bạn nói rằng bạn không thể sống thiếu người ta được. Người ta mong muốn điều đó nhưng bạn không làm điều đó. Bạn không hề làm bất kỳ điều đó và bạn còn bơ người ta, coi người ta chả là cái gì trong cuộc sống của bạn cả. Không có người ta, bạn vẫn sống rất tốt và rất tuyệt. Chính vì thế người ta mới thấy tiếc, ta mới thấy hối tiếc khi đã bỏ rơi bạn, đã đánh mất bạn trong đời. Điều thứ ba các bạn cần phải làm để khiến cho người cũ hối tiếc khi đã rời bỏ bạn, đó chính là bạn hãy làm những gì mình thích. Ngày xưa có thể là anh ấy thường nói là bạn đừng bao giờ thức khuya này, bạn đừng mặc cái bộ váy sexy này, hoặc là bạn đừng có trang điểm cầu kỳ quá này. Bây giờ bạn hãy làm. Nếu bạn muốn trang điểm thật kỹ một chút, bạn hãy trang điểm. Bạn muốn thức khuya một chút để đọc sách, bạn hãy cứ làm. Và bạn hãy thích cái gì bạn hãy làm. Nhiều khi khi yêu người ấy, có nhiều cái dự định dang dở của bạn ấy mà thời gian dành cho người ấy chiếm nhiều thời gian quá của bạn, và bạn không có thời gian để thực hiện công việc dang dở của bạn, thì ngay giờ phút này, ngay thời khắc này, bạn hãy làm những công việc dang dở. Biết đâu những cái công việc đó sẽ giúp bạn nâng lên một nấc thang mới, một nấc thang mà ai cũng sẽ hướng tới, một nấc thang mà người yêu cũ sẽ phải hướng lên để nhìn thấy bạn. Và khi bạn bạn hướng lên, bạn thực hiện được cái nấc thang đấy, bạn thành công một chút như thế, thì người đó sẽ thấy tiếc nuối. Người ta sẽ tiếc vì để mất một cô gái có bản lĩnh, cô gái thông minh như thế, mất một cô gái có giá trị như thế, mất một cô gái giỏi giang như thế, họ thấy tiếc. Và điều thứ tư khiến cho người ấy hối tiếc khi đã chia tay bạn, đó chính là bạn hãy làm quen với nhiều người bạn mới. Tất nhiên là không phải là khi bạn làm quen với người này người kia, hoặc là bạn có người yêu mới để lấp chỗ trống người yêu cũ, không phải như thế. Mà bạn chỉ cần mở rộng thêm mối quan hệ bạn bè để bạn có thể có nhiều người để bạn các bạn tìm hiểu hơn. Khi mà các bạn có nhiều người để tìm hiểu hơn ấy, thì các bạn sẽ thấy người yêu cũ cũng chưa làm cái gì. Thậm chí có rất nhiều người ấy, người ta còn tốt, người ta còn tử tế, người ta còn chân thành hơn người yêu cũ rất là nhiều. Người đàn ông tốt là rất là nhiều, không phải chỉ có một mình người yêu cũ của mình là tốt đâu. Khi mà bạn quen biết nhiều người rồi ấy, thì người yêu cũ cũng sẽ thấy hối tiếc. Bởi vì biết đâu bạn lại quen được một người tốt hơn người yêu cũ rất là nhiều. Thậm chí có khi khi mà quen được người đấy thì bạn lại còn không muốn quay lại người yêu cũ nữa luôn. Bạn không muốn người yêu cũ hối tiếc cả người ta. Người ta hối tiếc hay không mình không quan tâm. Nhưng mà chính khi mà bạn quen biết nhiều người ấy, thì là khi người yêu cũ sẽ lo sợ rằng bạn sẽ có người yêu mới, bạn sẽ tìm được một người tốt hơn, một người tử tế hơn người ta rất là nhiều. Chính vì thế sẽ làm người ta hối tiếc sau chia tay bạn. Các bạn ơi, trên đây là những cái chia sẻ của mình để khiến cho người yêu cũ thấy hối tiếc khi đã chia tay bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.